Sáng ngày 10 tháng 10, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, khoảng 3 giờ 20 phút ngày 10 tháng 10, tại bến du lịch cửa đại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, xảy ra cháy tàu du lịch và cano đang neo đậu tại bến, chưa rõ nguyên nhân. Nhận được thông tin, đồn biên phòng cửa đại đã điều động 30 cán bộ chiến sĩ và 2 cano tham gia cứu nạn. Đám cháy đã nhanh chóng lan ra 3 tàu du lịch và 5 cano, chưa phát hiện thiệt hại về người. Đồn biên phòng đã điện báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, phối hợp với các lực lượng di chuyển các phương tiện neo đậu gần khu vực cháy. Đám cháy rất to do trời gió mạnh nên công tác chữa cháy khó khăn. Do gió lớn, các tàu cháy đang trôi dạt trên sông, phía xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên. Đồn biên phòng cửa đại đã báo động cho các phương tiện neo đậu tại bến Duy Hải để di chuyển tránh nguy cơ tàu cháy tắp vào sẽ cháy làng.